Chủ đề ngày hôm nay trong bài số 8 của chúng ta sẽ là một chủ đề rất quen thuộc và thú vị đấy các con ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học về chủ đề stories, là những câu chuyện đấy. Trước khi bắt đầu vào bài học ngày hôm nay, các con hãy cùng cô điểm qua về những từ vựng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu nhé. Trong bài số 8, các con sẽ được tìm hiểu về những từ vựng sau đây. Character, tortoise, fox, magic lamp, crow, Snow White, Cinderella, drops, hair, hardworking, brave, kite, clever, gentle, generous. Còn trong phần mẫu câu, ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về hai mẫu câu sau đây. What are you reading? I'm reading The Fox and the Crow. What's them like? She's gentle. Bây giờ, cô mời các con bước vào phần đầu tiên của buổi học ngày hôm nay nhé. Hãy cùng cô tìm hiểu là trong chủ đề về câu chuyện, chúng ta sẽ được học về những từ vựng nào các con nhé.